Mấy hôm trước chơi Project Zomboid nên mà tự nhiên thấy cuốn quá. Hôm nay phải làm tí Project Zomboid cái anh em ạ, đã lâu lắm rồi. Tôi không về lại với những series dài hơi. Tôi không tiếp tục tới những series dài. Sờ chim lại lát rồi nhưng mà không sao. Tôi không tiếp tục lại những series dài hơi anh em ạ. Bữa nay quay trở về những series sinh tồn dài hơi. Sáng đi câu cá, tối về sinh tồn. Đã. Mai tôi thi rồi, chúc ông câu lấy hên được không ạ? À? Mai thi à? Thi... Ủa, mai thi hả? Ôi khổ thân anh em, lâu lắm rồi tôi không thi anh em mà tôi chả biết. Thi cử lúc nào anh em, mai anh em thi chắc là giữa kỳ nhỉ? Không. À mai thi là cuối kỳ rồi chứ. Tính ra nếu tôi nhớ không nhầm thì sinh viên lộn. Không, sinh viên cũng vậy, học sinh cũng vậy. Cuối kỳ rồi. Ừ, cuối kỳ rồi chứ. Đúng không? Tại vì tôi nhớ một thông tin là năm nay là đổi lại nên mà không thi, gọi là không thi tốt nghiệp trung học phổ thông vào đầu tháng 7 nữa, mình như thi cuối tháng 6 hay là đầu tháng 6 đấy, tôi không nhớ lắm. Nhưng mà hình như là nếu mà như vậy thì anh em sắp sửa đi cuối thi, đi cuối kỳ đi chứ mà, đúng không? Thi môn gì? Thế anh em thi môn gì? Đây rồi. Ta tiếp tục quay trở lại với lại con Project Zomboid thôi anh em. Anh em thi con gì anh em nói tôi phát để tôi gọi là tôi chúc cho nó, gọi là cho đúng chủ đề nào. Chứ để cái chúc chung đấy thì biết đâu bất ngờ. Tôi chúc anh em thi tốt, thế anh em này kỳ vọng anh em thi môn văn tốt, tôi chúc phát anh em thi môn toán tốt, cái môn văn anh em rớt sao? Không được. À toán luôn à? Toán là ai oán anh em ạ. Thế thì tôi mong anh em ạ, chúng ta gọi là chúng ta tính toán yêu em không bằng tính toán gọi là trên sách vở anh em nhá. Cái gì cái chứ yêu em thì khó nhưng mà yêu toán thì dễ anh em ạ. Mong anh em gọi là có một cái bài thi toán nó hết sức là ai oán, nó hết sức là gọi là nó đấy là nó trơn tru mượt mà và nước nổi bung mượt anh em nhá, nước nổi lên láng anh em nhá. Lưu ý giúp tôi chút thế đừng mang chai nước vào trong để phòng thi nhá, lỡ tay phát một là nước nổi lên láng thật đấy nhá. Chúc anh em thi tốt nhá. Tháng nữa lên 12 rồi à, ui trời, ấn 12 rồi à, đang thi một tiết à, để kiểm tra anh em ơi, thi nào thi một tiết. Thôi chúng ta quay trở lại với lại cái gì đây. À cái này nó bảo tôi là nếu muốn chơi tốt nhất thì chơi co-op Project Zomboid. Vào game continue anh em. À lỡ. Ui. Lốt. Đây không quen mùi đất đây. Ok. Không, con game này nó có tự xếp nha. Con game nó có tự xếp đó. Chúc cầu nghe cảm lạnh nè, cảm động, mới sao lại cảm lạnh. Cảm động anh em, cảm động. Cảm động, rất sức cảm động anh em nha. Thôi vào game thôi. Cứ mỗi lần vào game nó là như thế này à. Tao chơi được cũng gọi là cũng được một hôm hai hôm rồi mà cứ vào game nó như thế này anh em ạ. Con game mà có auto save ấy, tôi đứng đâu tự động save luôn mà, đúng không? Bữa trước đang chạy trốn chui thẳng vào trong rừng. À đây, bữa trước đang bị zombie rượt anh em mà, chui vào trong rừng tay băng bó anh em ạ, người thì máu me be bét, không kiếm được cái dùi cui. Tôi thì tôi vẫn chưa biết chơi con game như thế nào đâu nhưng mà chơi hồi thấy cuốn nha, cuốn á. Đây tôi drop map. Ui trời ơi, thế mình ở đâu đấy? Ui trời ơi, mình đứng xa khu dân cư chưa? Bây giờ tao phải đi xuống đây nè mà. Thôi di chuyển thôi. Bây giờ phải đi vô nhà nè mà, để tôi còn kiếm cho ra cái dùi cui hay là cái gì đấy mà khổ thân. Cái thanh niên này nó không cầm được cái chảo hay là cái cây gậy. Nhiều khi là cây gậy lau nhà thôi cũng là một cái vũ khí rồi. Cây gậy nhặt ở ven đường thôi cũng là một cái vũ khí thôi. Nó không cầm được. Đổi thật với anh em nha. Cái món chảo là cái món sát thương ngời ngời. Bây giờ chảo người ta gọi làm chảo chống dính. Toàn phết 2-3 lớp đá hoa cương. Đập một phát tôi nói thật với anh em. Như làm bánh kép anh em ạ. Phẳng lì luôn chứ không phải đùa đâu. Nhà. Ok. Tôi không vào nhà đấy mà. Khu này khu nghĩa địa à. Ui sờ chim lát thế. Em thông cảm, lâu lâu sờ chim hơi lát anh em nha. Nếu mà nó lát quá ấy, anh em bảo tôi ngừng lại. Khu này khu nghĩa địa à. Tôi đi tới quái nào vào khu nghĩa địa này. Kinh vậy. Từ ngay đây có cái vệt xanh xanh vậy này. Mà zombie này nó có như zombie thời cũ không? Nó có chui từ dưới đất chui lên không? À có nhà nha, có nhà. Dù kiếm cái dùi cui cái. Có cây trường thương đó không cầm. Cầm thì được đấy nhưng mà anh phải biết như thế này. Đánh nhau với thế lực nào thì được. Chứ còn cái trường thương tôi quơ mà lỡ nó hả cái miệng ra, tôi quơ dính cái miệng nó mà nó xước cái thôi ấy. Tôi nói nó nhiễm độc từ cái đường gọi là cái đường đũng quần lên thì chết tôi đấy, chứ không phải đùa đâu. Ừ. Cái này như nào đấy? Tôi lâu quá không chơi. Open window. Ui, cái cửa sổ lại còn khóa tôi rồi. Tôi chết rồi. Khu nhà thờ anh em à. Khu này là khu mở được không? Mở được, ngon. Cửa sổ thì khóa nhưng mà dứt khoát là cửa phải mở được nha. Ác. Khu này là khu nhà thờ anh em mà, thành ra là chẳng có cái đất gì cả. Vâng. Ai đó cho tôi hỏi là bây giờ trên đây có cái kiếm gì không? Bây giờ cái thánh giá này cầm theo gõ cái đầu mấy con zombie được không? Trời ơi, sao tôi khổ quá vậy? Có ai sinh tồn trong thế giới zombie mà không kiếm mà được cái gì để mà dùng không? Leo ra như thế nào đấy? Clam thu. Đây, tôi gọi là tôi leo ra. Có cái xe này. Mình lên xe thôi. Tôi để ý thấy này mà, nước Mỹ có nhiều thanh niên bỏ súng vào trong xe đấy. Tôi vào kiểm tra xe nhé, nhiều khi là có súng trong xe. Kiểm tra như nào? Dick Furrow with hand. Anh em ơi, vào xe như nào đấy? Phone gasoline, cái này lấy xăng à? À đây đây, vehicle mechanic đây. Không, cái này là kiểm tra cái gọi là cái chất lượng xe đấy chứ, kiểm tra những cái máy móc trong xe đấy chứ. Có cách nào mở cửa sổ xe ra không? Con xe xanh lét này. Xanh như này là ngon đúng không anh em? Xanh như này là ngon đúng không? Sợ chim giật tung đít à. Đỡ đây anh em ạ, đỡ ở đây nhá. Đỡ ở đấy nhá anh em nhá, đỡ rồi anh em nhá. Sợ chim vẫn sợ chim nó vẫn lâu lâu giật anh em ạ. Ô, con xe này có vẻ như là thể trạng con xe vẫn xanh này, ngon này. Được cái chứ. Ui, nhưng mà không vào trong xe được à? Cách nào vào xe? Tôi gọi là tôi kiếm trong xe có súng không? Ui dồi ôi, nó toàn kêu mình lấy xăng thôi, không vào xe được anh em ạ. Từ khu này tôi nghĩ là phải có nhà đó chứ. Mình xui thật sự đây. Vào cái khu chả có nhà cửa gì. Anh em ơi, bây giờ tôi vote như thế này đi. Có nên chơi lại màn mới không? Tôi chọn lại con nào mới cái. Tôi chọn lại khu nào thành phố đồ nhà cửa. Ui, tôi chọn lại khu nào thành phố nhà cửa đồ nó tươm tất tí được không anh em ơi? Con nào có rìu đấy mà mới vào chẳng có trường thương mà cũng chẳng có gì cả anh em ạ. Toàn bị zombie dông bụng nó rượt chạy tóe đất. Ui kìa, vẫn còn kìa. Nhà thì chẳng thấy cái nào. Nhà thì không thấy cái nào mà cứ zombie dông bụng nhiều không thể chịu được. Tôi chạy thôi. Lại à? Thế lại được không? Lại nhá. Rồi, lại nhá. Ok, chắc chơi lại nha. Rồi ok, hợp lý đấy. Quyết tôi để tốt. Rồi, tôi chơi lại thôi em ạ. Tôi xóa luôn cái file save này luôn đi. Tôi xóa luôn đi đỡ nhầm. Chứ để không quen mùi đất 1, không quen mùi đất 2, nó lại mệt lắm. Anh chị lại dập rồi em ạ. À, anh chị lại đẩy đưa với nhau thôi. Nãy giờ là nếu như tôi đếm không nhầm thì chắc là tới lần này là tới tăng 10 rồi em ạ. Tăng 10 rồi. Thôi, chúng ta gọi là chúng ta làm một game khác anh em nha. Lốt này, cái này giờ xóa được không? Cái này xóa được không? Delete. Delete luôn đi. Để tôi tạo ra một cái không quen mùi đất khác. Đây. Solo. Net. Ở đâu nhiều thành phố em ơi? Ở đâu có nhiều thành phố em ơi? Ủa, cái này nhiều thành phố này, cái này nhìn hình nhiều thành phố này. Khu nào nhiều thành phố em ơi? Cái gì? You are strolling to a square. To the town square. Chowing on one of the... Xin lỗi anh em nhé. Anh em chờ tí tôi làm một nước cái đã. Khô mồm quá anh em ạ. Ok, cứ cái đầu tiên đi nha. Cái đầu tiên đi, mà chọn mấy cái này mắc công lắm. Thôi cái đầu tiên này mà cái Rosewood chắc trong rừng. Thôi. Cứ cái này tôi nghĩ chắc cái này là đây ở Small Town này đấy. Ok, Small Town chắc có nhiều nhà. Rồi, bây giờ tôi chơi cái con nào mà hôm trước có rìu đấy. Ở đây con này cảnh sát có rìu nè. Hãy chơi con cảnh sát anh em nha. À đấy, cái này không. Cái này là gọi là lính cứu hỏa. Lính cứu hỏa thì lại OP quá. Hôm trước tôi thấy có con nào có 2 cây rìu ấy. Chơi con nào anh em ơi? Con cứ lính cứu hỏa cái này nhá. Kệ đi, con nào tôi nghĩ cũng như nhau. À đây Lumberjack đây. Con này có 2 rìu luôn anh em ạ. Con này có 2 rìu luôn. Hai rìu đi, mỗi tay 1 rìu. 2 rìu nhá. hai điều luôn đi. Con này ngon em, mà con này có fit nịt này, có sờ chen, có sờ chen nên em ạ. Bọn này có an minh, nhưng mà tôi nghĩ là không nên xài súng anh em ạ, súng ồn lắm, bắn cái đoàn phát thôi chắc tôi một mình đỏ này mấy chục con. Thôi cứ file ở biết sờ đi, mới vô nó cho cây gọi là cây gọi là cây rìu nha. Bác Tiều Phu à, bác Tiều Phu à, rồi bác Tiều Phu luôn. Tiều Phu thì Tiều Phu, muốn Tiều Phu ta chơi Tiều Phu. Cái này thì random. Ê, bảy. Gì này? Gì này? Lại smoker à? Thôi, thôi, chắc tôi bỏ hết skill đi. Bỏ hết đi. Bỏ hết được không? Nhân vật nguyên bản cho nó đỡ rùm rà nhá. Nhân vật nguyên bản. Đấy. Mấy cái này mới vô nó cho sẵn rồi nhá. Nhân vật nguyên bản, khỏi rùm rà, khỏi chỉnh sửa gì hết. Tôi chịu anh em ạ. Bây giờ một mình tôi chơi đã khó rồi, vào còn chỉnh này nọ kia, nách luôn. Rồi. Bây giờ giới tính là nam cái đi, trông cho nó đồ sậu được không? Random. Ui dồi, cái gì mà chọn nam mà ra nữ rồi vẫn ra nữ à? À đây rồi. Ui dồi mà trông vừa sơ vừa chát chưa anh em? Vừa sơ vừa chát chưa? Ui dồi. Râu hùm hàm én mài ngài nha. Vai năm tức rộng thân 10 thước cao. Cầm thêm hai cây rìu nữa thôi mà gõ bốp vào đầu zombie. Bờ lay luôn, không phải nói nhiều. Quá đủ rồi. Tôi chơi con game này nghiện thật anh em ạ. Con game này tôi xem những streamer khác chơi cũng hay. Bây giờ mình vào chơi thấy cái lối chơi cũng hay anh em ạ. Vào luôn nhá, chơi game luôn nhá, vào luôn nhá. Ui dồi, lần nào vào mày cũng phải đọc cho tao nghe mấy câu này à. Rồi, đây là tôi. Anh ấy ngon này. Ui dồi, khổ thân anh em ạ. Lần trước mới vào sờ bon ra thanh niên nghiện rượu. Bây giờ sờ bon ra thanh niên có nhà có cửa này hay phết. Cái gì này? Cái này là tiếng tivi đấy hả? Ui chết. Zombie mà có biết tiếng tivi thì không được đâu. Device option. Tại sao? À đây đây. Turn off. Ui dồi. Đại dịch zombie mà còn cho bật, gọi là bật tivi mà âm làng âm xóm như thế. Nó vào lặt cái đầu ra bây giờ. Không nên thu hút em nha. Đâu tôi xem nào. Rìu rủng gì đâu. Ủa? Ủa sao bảo có rìu? Ủa? Ủa tuổi thanh niên này mới vô là có rìu mà. Rìu đâu? Ui, cái đấy là kỹ năng anh em ơi. Cái đấy là kỹ năng, nó không cho rìu. Ui dồi, tôi xong tôi rồi. Cái đấy là kỹ năng thôi, không phải rìu. Ui dồi ôi, ngủ rồi. Lại toàn đồ nấu ăn thôi. Cái gì đây, rolling pin này, cái này đánh nhau được cái này. Equip primary coi. À đây đánh nhau được mà. À tức là đồ trong con game này cái nào đánh nhau được. Tôi phải gọi là equip vào xong thủ thế lên nó mới lôi ra. Ai chà, thì ra là như vậy. Ôi trời ơi. Lại còn như thế nữa à. À đây có thêm đồ hộp đây. Ngon đấy. Lút hồn. Được anh em ạ. Ui lại thêm đồ ăn cho chó này. Đồ ăn cho chó rồi thôi nha. Chứ tôi thật với anh em. Đồ ăn cho mèo, cho chó, thậm chí cho chim luôn. Bây giờ gọi là hậu tận thế. Zombie hà rầm mà đòi nướng bít tết ăn đâu có được. Đồ ăn gì cũng quất hết. Đây có thêm ba cái đồ ăn này. Lút hồn luôn. Tranh thủ anh em ạ. Tôi lút hết. Để tôi đi chỗ lại. Để có thêm mấy khăn anh em. Mấy cái khăn này một hồi mình có dùng để mình gọi là mình làm khăn báo bột được không? This tower này cũng là khăn lau chén đấy. Tôi gọi lấy luôn. Về sau nhiều khi làm gọi là làm đồ báo bột được anh em ạ. Làm đồ băng vết thương rồi đấy. Có tủ lạnh này. Salami. Salami là cái gì? Lấy luôn. Mở cửa ra cái. Open door. Ôi, cái gì đấy? Ui, có con zombie đầu tiên rồi à. Từ đã. Có nên cho nó vô không em? Có nên cho nó vô không? Bọn đập được cửa không đây? Nó con này có đập được cửa không em ơi? Ui, nó có đập cửa này mấy con kia nghe đấy. Thôi, núp vào. Nó không thấy mình thì khả năng cao nó sẽ lơ đi đấy em ạ. Ừ em ạ, nó không thấy mình nó lơ mình đi đấy. Device option. Ui, vậy có bộ đàm, có loa như này hàng gì nó vào đúng rồi. Bực thế nhè. Mình đã tránh rồi. À phốt S. Ui băng đít. Đấy. Cả băng đít này. Nhà thanh niên có song môi à. Siêu win kit, bộ sửa sửa là bộ gọi là bộ sửa chữa. Có gọi là mấy tấm vải màng. Về sao băng tay được. Cả bộ sửa chữa này mà lấy luôn. Ui dồi, thanh niên này thấy quái nào. Thanh niên nam thanh nữ tú, trông vừa sơ vừa chát cái này. Trong nhà có cái gì để có son môi này mà chết rồi. Nhà chắc có gái. Con nó có vào đâu đấy. Ừ, cái tiếng game ngày ghê vậy. Dứt cả mình ạ. Rơi rìu xuống ao, phải cái rơi rìu xuống ao. Rơi rìu xuống ao xong rồi. Vì sao con khóc xong rồi nhặt lên rìu vàng, rìu bạc với lại rìu sắt cái gì. Chơi luôn không? Chơi con này không em? Tao vô solo luôn à? Rồi, tôi đã biết cách đánh nhau rồi này mà em yên tâm đi. Cái nút mở cửa là cái nút nào nhỉ? E phải không? E. Mày vào đây. Vào đây. Mày 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 vào đây. Trời, con này trâu vậy. Ôi xôi ôi, chết chưa. Mày vào đây. À chết rồi. Ngon. Sờ chim lát tung đít luôn. Ok. Có chìa khóa gì này. Ui thanh niên không có gì cả này mà có mỗi giày dép thôi. À đây có nhiều sách thế. Ui mấy khu này làm khu nhà tôi được đấy này mà. Nhưng mà từ từ đã. Mấy cái cửa đó tôi có che được không á. Mấy cái cửa đó không che. À đây axit đấy. Cái này là nhà mà luôn nhá. Đấy rồi. Curtain đấy. Che lại này mà. Mất công zombie lại thấy. Trong nhà tự nhiên có con zombie trong nhà. Ui. Tôi chết rồi, hết. Có nút ngồi không? Ngồi, nó không thấy đâu. Từ từ, tôi bắt đầu có vũ khí đấy. Cái thứ nhất là mình có gọi là cái gọi là cái đồ làm bánh này cũng ngon này. Bây giờ có thêm ít sách. Tôi gọi tôi đọc sách được không? Đọc sách cái. Ui, nó lại tới rồi. Cái bọn này. Thôi solo đi. Vào đây. Mày này. Ngã cho con. Ui sổ, bọn này yếu anh em mà. Thôi ngon đấy nè mà, ngon đấy. Được đấy. Bây giờ tranh thủ đọc sách cái đã. Sách gì đây? Magazine. Hình như cái magazine này là chừng nào mình gọi là mình buồn mình mới đọc được cái magazine này sao ấy. Có các bạn đoạn văn VH tép này. Tailoring nè, Tailoring là may đồ anh em ạ. Word search ở đây. Chơi nối từ anh em mà, chơi nối từ. À, nhiều thứ phết đấy chứ. Có cả thêm sách gọi là sách dạy về điện này, dạy về cơ khí này. Nhiều thứ phết. Bây giờ mình chưa có ba lô, tôi nghĩ là không nên mang cái này theo đâu em ạ. Chưa có ba lô không nên mang đây. Bây giờ cái này sẽ là cái nhà của mình em nhá. Cái này sẽ là ưu tiên là cái nhà của mình trước đi. Tạm thời như thế này trước. Tôi sợ mở cửa ra. À cái này kho. Ô. Có cả một cái phòng khác, cái này ngon. Phòng này phòng ai này? Dán poster bố tủng này trông như phòng trẻ con ấy. Ui khăn giấy. À cái khăn giấy này để làm gọi là để làm băng bó vết thương được này mà. Một cái quần. Dưới sàn không có gì. Có cả giường luôn này mà, ngon đấy. Giường này ngủ được không? Được anh em ơi, cái nhà làm nhà ổ của mình nhá. Làm cái ổ của mình luôn nhá. Ê bậy. Cái địch. Tôi kệ đi, lỡ rồi. Tắt cái này đi cái. Pin này, bandit này. À u mì khô, mì cho em khô. Dây điện. À có screwdriver này ngon. Có cả tua vít này. Ui nhiều thứ lắm anh em ạ. Khởi đầu dưới này quá ngon rồi. Lấy sách đập vào nó à. John Wick à? John Wick hả anh em? John Wick hay là như nào? Lấy được cái bút chì nữa anh em ạ. Vừa bút chì vừa sách nhá. John Wick phần 2 đấy, phần 3 gì đấy. Đủ. Dây thắt lưng này, tai nghe. Stocking trên ba rình là cái gì đấy? Phải cả quần tất lưới à? Hay là như nào đấy? Là cái gì đấy? Thanh niên này nam hay nữ mà sao vào nhà như thấy có cả son môi với là quần tất lưới là quá nè. Này hơi gầy nhá. Thấy người thanh niên này cũng to đô khỏe mạnh đấy chứ mà sao gầy thế. Ui vậy ra ngoài này mà. Phải ra ngoài thôi. Ừ. Ra ngoài đóng cửa lại cái. Ơi nó tới liền mà. Bọn này nhanh lắm. Tạm thời mình nhớ nhà là nhà mình đi. Nhưng mà lũ zombie này tụi nó manh động lắm anh em ạ. Tôi chưa có rìu, chưa có gì cả mà Con game này mới vào tưởng cho review. Ui, từ từ. Sở tiêu được không? Sở tiêu được không? Ui, mấy con sau mình nó vẫn lên này. Ôi, nó quay đầu lại rồi. Mày này. Mày. Ôi, không được, còn lũ sau nữa. Ôi, đông nha. Ôi, trời. Mấy chục con vậy. Tao cầm một cái đồ căng bột thôi đấy. Thôi, tôi chết tôi rồi, lại nữa à. Nhiều vậy. Cút nhanh. Cái gì đây? Ôi rồi đây có anh nữa đây. Ui, lại nữa à. Có ai không? Lại bị lùa à. Cửa khoa tôi xong tôi rồi. Chết rồi, chạy thôi. Ui khát nước. Vượt rào. Ui John Wick à. Kiếm bộ sút là được à. Ui dồi ôi. Vừa sút vừa bút chì anh em. Mà sút này nó không có chống đạn ấy. Cái gì đó tôi bị gì này. Ui bị nóng. Đông vậy đâu không thấy zombie à. Ôi chỗ này có một con thôi. Chơi được. Mày. Ôi trên cổ này có cắm con dao hay sao ấy. Ôi bọn này lùa dài thế. Lùa vừa thôi chứ. Khỏi tầm mắt rồi thôi bỏ đi. Mày. Ôi đánh đầu đấy. Ok. Hai ba con à. Mày vào đây. Tao cầm cái đồ lăn bột. Tao gõ đầu từng đứa một. Rồi mày có xem phim gọi là phim đầu bếp chưa? Hả? Đầu bếp mà nó xử nhau bằng cái này hết đấy. Ui có mấy con ở đây nè mà nó không thấy tôi, may quá. Mày nó không thấy mình. Ui rồi nhiều đồ thế. Đồng hồ. Ok. Tôi vẫn nghe tiếng đập cửa đâu đấy. Ôi tôi nghe tiếng đập cửa nha. Tôi nghe tiếng đập cửa anh em ạ. Hello anh em Hiếu Phạm nhé, hello anh em. Có mấy đứa nó cút rồi anh em ạ. Nó cút rồi, nó đứng đấy nó cút rồi. Ôi, leather jacket. Ôi cái ông này có cái lắc jacket này ngon vậy. Tôi nghe tiếng đập cửa đâu ấy. Nghe thấy ghê hả? Ô lại mấy con gọi là mấy con hồng hạc này. Hôm trước vừa chơi game kinh dị bị hồng hạc. Game kinh dị vào cái nhà toàn hồng hạc lùa cho. Hình như có con nào trong đây ấy. Ôi. Ôi ai này? Chị đập cửa à. Thôi. Không sao nè, pha này chưa đi được nhá. Cửa mở được không? Ôi cửa mở được. Từ từ tôi vào tôi xử chị luôn đã. Cái nhà này bây giờ là của tao. Chị ở phòng này đúng không? Đứng lên. Ôi trời con game này cái tiếng mà như game kinh dị ấy. Cứ như mấy cái pha jump scare trong phim kinh dị anh em ạ. Mày này. Bồ lao bô liếu. Nhà này nhà của tao và nhà của mày nữa nhá. Vừa va vẫn vào đập cửa. Cái cửa để sửa tốn tiền chứ. Ui chỗ này sao toàn gọi là toàn đầu lâu xương chéo này. Ôi trong đây tức là có nhiều zombie lắm anh em ạ. Nhưng mà đâu đấy là gục ngã hết rồi đấy. Ô oh, Magnum. Có cả gậy bóng chày. Được cái chứ à, cái gì. Áo bóng chày. Magnum súng. Có nên nhặt súng không? Từ đây có cái rèm này mà tôi kéo cái rèm này cái để tụi nó hùa vào đây nữa đấy. Nè mà. Thôi. Ui ngoài trời đổ mưa kìa. Không ổn rồi. Lại còn trời đổ mưa này mà có nên lấy súng không anh em? Tí một đám vô hấp gym mà anh em yên tâm đi. Nhưng mà có súng cái này. Con đi sân. Ui hình dạng còn tốt quá anh em ạ. Trạng thái còn tốt lắm. Đam rất cao nhá. Tầm cũng khá là xa. Nhưng mà không có đạn. Từ từ. Cứ để súng nó đi đã. Súng thường nặng lắm. Cho nên từ từ đi. Cái tủ nó không có cái gì này. Mày làm cái tủ mà để chừng nữa hả? Cái con bi con điên này. Mày làm cái tủ xong cái tủ không có gì hết. Coi giả mang chưa. ui cái chỗ này, cái nhà này ngon anh em ạ. Cửa thì là cửa kính, cửa không có cái lỗ nhìn ra ngoài. Tất cả các cửa sổ, tôi định bảo tất cả cửa sổ đều có rèm che, cuối cùng cái cửa này không có rèm. Cái cửa này không có rèm che. Ở đây Forac Ginvoy 1, cái này sắp nha. Sách. Thôi tôi khát nước quá, làm tí nước đã. Nước trong đây đúng không? Uống được không? The ring. Rồi, hình như có rửa người này. À, rửa người, ok. Rửa người luôn, cho người bớt dơ anh em ạ. Ui, tắm có phải lâu nhỉ? Tắm phải hơi lâu đấy. Rồi, ok. Cái này là cái gì? Muffin ray này. Ba cái đồ bếp. À đây, ui sụ, trên gọi là trên bếp nướng còn có cả cái gọi là cái đùi gà anh em ạ. Khổ thân, chị làm cái đùi gà đang chuẩn bị định ăn thì gọi là zombie nó vào anh em ạ. Khổ thiệt chứ, đã làm cái đùi gà vừa nấu xong luôn. Làm luôn cái đùi gà. Thôi chị không ăn được thì em ăn giùm chị nha. Ăn cả cái đùi gà vẫn đói. Có dao nè, có dao bếp. Lấy luôn. Grab luôn, có dao bếp lấy luôn. Toàn những món hàng ngon. Bỏ nó phí. Ai? Gì đây? Ui dồi, tôi no quá anh em ạ. No quá nó cũng báo, đói quá nó cũng báo. Ok. Trời vẫn còn đang chiều. Tôi đi đóng hết cửa sổ lại ra anh em ạ. Bạn sự khởi đầu nan ngày đầu mà có mấy cái ngôi nhà như này. Đã lắm đấy chứ. Ok, từ tôi làm tí thumbnail đã. Làm tí thumbnail anh em ạ. Mới vô cầm cái gọi là cái đồ. Sao cái thanh niên này nó bị dở hơi à? Như thế nào? Mày quay xuống cái cho tao chụp hình cái được không? Ok. Mới vô gọi là cầm cái gọi là cái đồ cán bột anh em ạ. Tôi gõ đầu anh zombie, kiếm ra được cái nhà mới ngay. Đúng luôn. Có sách rồi này. Làm tí sách đã anh em ạ. Bây giờ trời mưa có nên ra không ta? Thôi đi tiếp đi nha. Tôi nghĩ chúng ta đi tiếp. Còn tầm này mình cứ gọi là mình cứ ở một chỗ nó không hay đâu anh em ạ. Tôi đã từng học được rất là nhiều câu. Ui ơi, bậy bạ. Mỗi cửa là xong đóng mấy cửa là ở ngoài. Hú hồn chi mén. Đi cái đường này thôi nè mà. Đường kia ghê lắm. Ấy, đường này tôi clear rồi. Trời ơi, đấy nó vô đập cửa liền rồi đấy thấy không? Cái bọn này mắt thính tai nghe kinh thật. Có nhà khác qua luôn. Trước mắt là mình cứ đi kiếm vào mấy cái nhà này mà. Tôi vẫn chưa tin cái đồ cán bột lắm nhá. Cửa sổ lại khóa rồi. Ui cái nhà này sao trống trải vậy? Cái nhà này trống không luôn. Vào nhà được không? Ui, cái nhà này trống lắm nhá. Nhưng mà cũng trống không. Cũng không vào được này. Cửa sổ nào không khóa. Ôi, Đồng ấy. Ôi giải tán chưa đấy? Ôi giải tán rồi, hay quá. Ui có con trong ui nó thấy tôi rồi. Ôi trời ơi. Cái nhà như cái lỗ mũi mà sao ông vậy? 4-5 đứa à. Thôi. Rào. Tôi nghĩ là chúng ta không được chạy luôn ấy. Tôi còn nghĩ là chúng ta cũng không được chạy anh em ạ. Mình mà chạy là nó ồn ấy. Tại vì trời cũng đang mưa nghe lép nhép. Ôi. Trời cái nhà này cũng có dòm mà. Bọn này thì vẫn còn lùa tôi. Ui trong cái nhà này cũng có dòm này. Thôi phải tiếp tục solo kill thôi em ạ. Phải solo kill thôi. Cầm dao bếp đi cán bột bỏ đi à. Bây giờ đổi không kịp ấy. Ok. Dao bếp. Rồi. Tôi nghe anh em nhá. Chiến thôi em ạ. Chiến thôi. Tắt cái này đi. Tắt cái này như thế nào? Mày. Ôi. Ui hai con lận không solo được. Dao bếp này. Dao. Ui. Ui. Ok một con té rồi. Dao bếp. Sóc. một đứa. Hay đấy, hay đấy, hay đấy. Ôi con dao bếp này mạnh nha. Này thì tiếp tục chạy. Một sọc lại chạy. Một sọc lại chạy. Một sọc lại chạy. Một sọc lại chạy. À không, lùi 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 thôi, lùi thôi. Này thì anh trai làm sao? Chị gái làm sao? Chị gái làm sao? Chị gái bị đâm. Đâm con dao lên người mà vẫn chưa tỉnh ngộ. Một đạp vào đầu. Hai đạp vào đầu. Đi chứ con. Ôi là có thêm anh nữa này. Con dao được đấy nè, con dao được đấy. Mày. Này thì ui dồi, tôi sọc toan vào đầu à. Ôi tôi chết, hư dao rồi. Hư dao rồi. Mày. Con dao này không bền nha. Ôi. Con dao này nó ngon à, mà nó không bền á. Nó gãi rồi. Từ từ. Cầm cái đồ đấy vào. Ôi tôi chết rồi. Ôi. Nó đông dần đều rồi. Thôi thôi thôi, tranh thủ giải quyết từng đứa một. Mày. I can do this all day. All day. All day. Ơi vậy rồi. Hơi đông rồi. Lui tôi. Trời ơi. Cái gì vậy? Hợp fan à. Này thì. Này thì. Này thì. Này thì. Này thì. Ai. Đau quá. Tôi chết, tôi bị cạp rồi. Ui tôi chết, tôi bị cạp chảy máu rồi. Trời ơi. Thôi. Đi đâu bây giờ? Ui. Tôi cần băng bó anh em ơi. Đi đâu bây giờ? Cái đệt khó chịu thế nha. Băng đít. Ui ôi. Mình đi ngoài mưa bị ướt à. Ui sổi họp fan mấy chục người à. Thôi. Tôi chạy nhanh thì may ra trốn được. Nhưng mà nó vẫn đông anh em ạ. Đi tới đâu thấy dòm tới đấy. Ây. Ôi không được, không được rồi, không được rồi, không ổn anh em ạ, không ổn rồi. Chứ cái gì vậy? Tôi chết, tôi vào miền quê cũng không ổn, vào thành phố không xong. Thôi về nhà thôi. Ở nhà không có người này. Trời ơi, một cái ổ chứ không phải người nữa. Thôi thôi cút thôi này mà, cút. Ơi, ở đây có cái tường cao nè. Tường cao hào sâu. Ơi, trời. Ôi ơi. Có luôn hả? Này thì. Ơi. Ai. Phục kích này, này thì chiến tranh du kích. Phục kích này. Tao phục vô cái đầu mày luôn. Phục vô cái đầu. Ơi trời ơi, đông lắm. Ui sao anh nào còn bị xe cán nằm kìa. Ơi. Trời ơi. Cái gì vậy? Thôi. Cái gì này? Cái gì vậy? Họp fan em ạ. Vâng. Vẫn tiếp tục bị họp fan rồi. Tôi nghĩ là chúng ta còn không đủ khoảng. Trời. Cái gì đây? Cái gì đây? Trời ơi. Trời ơi. Ai? Mấy anh chị ơi. Họp fan à. Offline anh em ạ. Buổi offline đầu tiên trong cuộc đời tôi anh em nhá. Fan vô chi anh em nhá. Fan đông nhưng mà vô chi anh em ạ. Buổi offline đầu tiên cuộc đời tôi. Thôi đi vào rừng thôi. Trốn thôi. Vào rừng có zombie mà thôi nhá. Cái này không phải rừng anh em ạ. Một cái khu khác thôi. Trời ơi. Vẫn còn kìa. Nó còn đông hơn cái lúc trước nữa cơ. Thôi xong rồi. Tôi chạy từ giờ tới chiều anh em ạ. Thở luôn anh em ạ. Không chạy được nổi nữa, chỉ còn đi bộ được thôi. Anh em ơi. Anh em có cái kế sách nữa không anh em ơi? Chứ fan này đông lắm anh em ạ. Fan này đông mà vô chi anh em ơi. Fan đông mà kiểu như nó có chi thức chi giác rồi đó. Còn này fan đông mà nó vô chi lắm. Tôi không tiếp được anh em ạ. Tôi chết tôi rồi, bây giờ đi đâu đây? Mà cũng có phải có chỗ có zombie, chỗ không có zombie. Nhưng mà tao mới mấy ngày đầu tiên mới làm chừng vài chục con tao đi đỡ tao được. Thôi xong rồi, tôi tới bãi giữ xe là cái gì luôn rồi anh em ạ. Ngày đầu tiên cho vừa vừa đấy chứ. Không có cái gì hết mà nó cho mỗi cái gọi là cái đồ lăn bột thôi anh em ạ. Cho mỗi cái đồ lăn buộc thôi, đòi đánh nhau với lại 20 con. Nãy chắc tôi nghĩ chắc 300 con chứ 20 con là chẳng qua là mình nhìn sơ thôi, chứ đếm đúng ra là 300 con ấy. Ôi, khu nhà này to ngang. Ôi, chung cư à? Trời ơi, khóa cửa luôn rồi. Thôi, cái này không đông anh em ạ. Phải giải quyết thôi nè mà. Còn chạy còn dài. Ôi, bậy ơi. Ai, ai, ai. Thôi. Thôi. Trời ơi. Cái gì đây? Trời ơi. Trời ơi là trời. Cái gì vậy? Biết tình từ trên xuống dưới à. Tôi xong rồi đây mà. Mấy anh bù vô, mấy anh giả cho không trượt phát nào luôn anh em ạ. Vâng. Có chui vô thùng rác trốn được không? Bên đây cũng có nữa này. Bây giờ đi đâu đây? Tôi xong rồi. Nhức cái đầu quá. Cũng phải ngày 1, ngày 2 chứ. Mà cho tao thở chứ. Biết tình từ đầu tới đít anh em ạ. Không có băng đít mà băng vào luôn anh em, mà đít cũng bị mà tay chân cũng bị à. Đúng là trời ơi. Từ game khó nhất hành tinh anh em ạ. Ôi ôi, máu nó tuột như tuột quần luôn chưa? Máu nó tuột như tuột cái quần xuống gặp em người yêu chưa? Trời ơi, cái tốc độ mà gặp em người yêu mà tuột quần nhiều cái nó không nhanh được như vậy luôn á trời. Vô rừng cũng có con zombie đứng trong hốc mình nữa nè. Ác. Thôi chịu anh em ạ. Tất cả đã kết thúc. Tôi chỉ chờ đến giây phút mà nó xuống cái tận đây thôi em ạ. Tôi trên người không còn miếng băng đít. Ơi. Đã thấy bố bị tự thủ. Tự thủ. Ấy. Tự thủ. Tự thủ. Ui xôi. Cả hai cùng nằm xuống cùng một lúc anh em ạ. Cả hai cùng nằm xuống chung một lúc anh em nha. Từ tôi làm cái thumbnail cái. Và cả hai đã cùng nằm xuống chung một lúc anh em ạ. Và rất tuyệt vời. Tuy cay cú nhưng tôi cảm thấy con game này khó vãi cái đáy nè. New character. Và mà mới vào được cái gọi là cái cây đó nó mạnh như vậy rồi mà gõ không kịp. Không gõ kịp đông quá. Tôi thật với anh em, ngoài đời chứ ngoài đời mà không thể nào thằng nhân vật nó yếu như vậy được. Ở ngoài đời mà tốc độ zombie như vậy nó cầm kiểu chỉ cần anh em như thế này thôi là tụi nó cũng gọi là cũng dạt dạt ra bớt rồi. Khó chịu thì thật sự ra con game này nó làm zombie giống như là zombie trong The Walking Dead thôi. Là cái bọn zombie mà què nhất đấy mà cũng không đỡ nổi em ạ. Thôi nhiều character rồi, còn cái tầm này biết nói gì nữa anh em. Nét. Rồi, bây giờ tôi biết rồi. Bây giờ có chọn con nào nó cũng cho rìu đâu. Tôi kệ chọn con này cho nó sung anh em. Mà con này thấy cũng khỏe nha. Tôi thấy con này cũng khỏe anh em ạ. Năng lực trong người cũng khỏe đi nha. Cho nên là tôi chọn con này đi. Để chúng ta gọi là làm bình thường ta làm chặt cây ấy, cho nên là bắp tay ta to ta đấm nhau cho nó dễ. Nét. Mấy cái này không chỉnh nha, cái này không random không gì hết nha anh em nha. Ta chơi căn bản thôi. Ui trời ơi. Tạo được thằng nhân vật vừa sơ vừa chát. Đây ơi. Bố già nhá. Bố già bờ lai. Bố già này nhà bố già đấy. Bố già mới vô cái nhà cũng ngon đấy chứ. Trời ơi, cửa sổ to bằng cái cửa sổ, cái cửa sổ như cái tivi luôn. Trời ơi. Cái nhà thời kỳ zombie mà cửa sổ nó như cái tivi anh em ạ. Nó giống như là zombie ngoài nó xem truyền hình vô trong nhà tôi anh em ạ. Trời ơi, nó như cái tivi luôn. Dã man. Lại tiếng loa đài rồi, từ đã. Để tôi cầm cái chảo cái. Giờ tôi biết rồi. Cái chảo đánh nhau được. Tôi biết rồi. Đâu tôi nghe có tiếng loa đài gì đâu đấy. Trời ơi, có cái nhà kìa, cái cửa sổ mà. Nhà gọi là nhà healthy anh em ạ. Nhà gọi là nhà gần với thiên nhiên. Vâng. Nhà rất gần với thiên nhiên. Vâng. Mấy bọn zombie ở ngoài đứng nhìn vô như đang coi gọi là coi siết thú trong đây, đang coi gọi là siết thú trong đây anh em ạ. Vâng, ở đâu không có cửa sổ hết. Cái nhà 8 phương 10 hướng, đâu không có hướng nhìn ra ngoài và hướng nhìn từ ngoài vào trong. Quá tuyệt vời đi. Có gương này. Cái gương này có nên nhặt không nhỉ? Tôi nhặt sẽ đứt tay. Thôi chắc không nhặt đâu. Ông vừa bỏ qua người đã đến à? Phải, cái người đã đến anh em ạ. Thì bây giờ thì cái người đã đến nó nhìn nó không có trọng tâm. Tôi nhìn thấy ông này giống bố già này tôi lấy anh em, chứ còn ví dụ mà người đã đến mà nhìn vừa sơ vừa chắc tôi không lấy chứ. Ấy anh em lại bắt đầu, anh em lại bắt đầu đấy. Anh đã bảo tôi là gọi là fan biên trung tông phải không? Đúng không? Fan biên trung tông đúng không? Không có đâu nhá, trong ngoại hình như thế nào tôi mới lấy chứ anh em. Không có fan phản biện trùng tóc đâu nha, không có nha. À, cái nấu bình ơ, hay quá. Đợt trước tôi nhớ anh em mà lấy được cái lon về, không có cái đồ mở hộp. Ui mà dao cắt bánh mì. Cái Death Tower này hình như không chỉnh ra thành cái gọi là cái cầm máu được anh em ạ. Không chỉnh nó được sao ấy. Hay là chỉnh nó được mà tôi không biết cách chỉnh đấy. Nhiều ly nhiều đấy đấy. Dĩa này. Kitchen ton anh em ạ. Cái này là cái đồ gấp. Ồ, ngon luôn, nhiều đồ ăn vậy. À lấy luôn. Ui xùi được đấy mình. Nhà thân thiện với thiên nhiên anh em ạ. Vô đồ ăn chan chê. Ui xùi ôi, còn water bottle nữa. Loot on thôi. Ham luôn mà, xúc xích luôn mà. Cái gì này? Ôi, miếng bọc biển. Từ từ, tranh thủ uống miếng nước luôn đi. Uống miếng nước luôn đi. Mình chưa khát lắm nhưng mà tôi kệ cứ uống đi. Rồi, cái nhà đẹp nha, cái nhà đẹp nha. Tuy không sang nhưng ta biết thế nào là ảo nha. Ok. Đây có cái tủ này. Cái tủ này tôi lục chưa ta? Ui, giấy với viết à. Toàn giấy với viết thôi. Đi trong cái nhà này zombie nó nhìn mình như nó nhìn siết thú trong đây. Ok, có cái giường luôn. Thôi tôi lội ra ngoài thôi anh em ạ. Sao không cài việc hóa? Cái việc hóa tôi đọc thấy bản nó cũ quá anh em mà, cái thành ra tôi sợ thôi không dám cài, tôi kệ. Chơi tiếng Anh luôn đi, cũng sao đâu mà. Có gì tôi gọi là tôi Google dịch cho lẹ anh em. Không có sao hết. Mấy con game này tiếng Anh nó cũng đơn giản mà. Nó nên ra ngoài nhỉ, sau cái pha ra ngoài vừa rồi cái tôi sợ ra ngoài vậy. Ra ngoài cái lại họp fan mệt lắm ấy chứ. Mới buổi đầu tiên thôi mà mới sờ chim có bao nhiêu đâu. Trời đỏ lè này. Ô mình có con xe trong chiến đấy chứ. Tôi có con xe trong chiến vãi nhưng mà. Ba. Họp fan rồi anh em ạ. Họp fan này, họp fan này, họp fan, họp fan, họp fan này, họp fan này. Mày nằm xuống, mày nằm xuống, mày nằm xuống. Ai cho mày ngồi dậy? Chiến. Ôi 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 ôi, từng đứa một thôi. Từng đứa một. Ây trời ơi. Sao? Em làm sao? Em làm sao? Từng đứa một thôi chứ. Họp fan gì cũng phải xin chữ ký bắt tay hung hít gì đút đít hay là gì đó, cũng từng người một đó chứ. Tao có một cái lỗ đít thôi chứ có hai cái đâu mà xô. Ui dồi ôi, anh này to vậy. Có cả dao này. Trong đây cũng có cả radio anh em ạ. Mày nằm xuống cho con. Đã nằm xuống. Đã nằm xuống cho con. Ui mấy thanh niên này chết nhanh vậy. Ui cái chảo đam to nha. Ơi cái chảo đam to đó. Cái chảo đam to nè. Đam to. Ơi ấy. Đam to mà đánh trượt cũng như không. Này thì gõ vào biếm, gõ vào đũng quần. Ok, tôi chết tôi thôi. Ôi rồi biết tành. Chui vô nhà. Đấy. Vô kiếm gì băng bó vết thương đã. Trời biết tành, bleeding infected luôn anh em ạ. Nó làm một phát một full combo luôn. Hơi ngủ rồi. Ngủ là cái chắc. Không ngủ không lấy tiền nè. Ui. Cái này có chế thành ấy được không? Ui. Không chế thành ấy được rồi. Nên mà không chế thành đồ băng bó được rồi. Thôi xong rồi. Ui xồi gãy xương. À không, cảm thấy không ổn. Ui xồi chảy máu gãy xương. Thôi. Cái này phải đi kiếm băng đít rồi nè mà. Vâng. Tôi biết ngay mà, mỗi lần mà đi ra ngoài là họp fan, mà họp fan mấy fan nó cuồng nhiệt quá, nó cắn, nó xé tôi nè mà. Phải cái chăn máu chị Hằng rơi dâu, phải cái đáy. Anh em phải tốc độ như vậy nha. Trời ơi. Trong đây có một con rồi này. Cửa nó mở được không? Không mở được. Trong đây cũng có cái loa đó chứ. Tôi tập trung bình tĩnh đó anh em à. Ôi. À, đập cửa, đập cửa, đập cửa, đập cửa, đập cửa, đập cửa. Đập cửa. Đập cửa. Đập cửa, đập cửa này. Đập cửa này. Đập cửa này. Đập cửa này. Này thì họp. Này thì họp fan này. Chị đây luôn. Anh trai chứ. Ủa anh trai hay chị vậy? Sao nhìn gì mà giới tính nó không rõ ràng vậy trời? Sao không mở được cái cửa ra? Mở cái cửa ra đi trời. Ủa? Ui cửa khóa trong anh em ạ. Thôi vậy phải đợi chị đập cửa chị đi ra rồi. Cửa khóa trong anh em ạ. Đưa cam xuống góc phải che mất hiệu ứng à. Rồi ok. Rồi anh em chờ tí nhá. Đây. Rất nhanh thôi anh em, rất nhanh thôi. Ui dồi. Hello anh em. Tôi là anh em sinh đôi của Tân Sờ Chim nha. Tôi Tân chọn game nha. Anh em ghét tôi lắm tôi biết mà. Vâng. Đấy. Thấy chưa? Thấy rồi nha. Ok, đã hiệu ứng nha. Mà hiệu ứng này nó nhỏ như này anh em đọc được không? Không mở cửa được. Chiêu. Ơi sao sợ nó sao tự nhiên lại sợ đấy. Trời ơi nó tới nữa rồi. Máu thì tuột như tuột quần vậy mà cái chị này không chịu mở cửa. Sao tôi vô nè. Như này. Ui thùng rác. Ôi. Sao đêm tối trời khuya mà tụi bay không ở nhà mà tụi bay đi đâu vậy nè. Họp fan có lúc thôi chứ. Họp fan gì mà họp fan hoài vậy. Anh này có cái đồng hồ. Ok. Ui 23 giờ. Chị định đập cửa tới bao giờ đấy? Không vào cái nhà được rồi em ạ. Hay là tôi đập cửa nha. Hình như mình đập cửa sổ được nha. Từ từ. Lại họp fan rồi. Lại tiếp tục họp fan rồi. Nằm xuống chưa? Nằm xuống chưa? Đập vào chim. Từ đó tôi đi vòng đằng sau, tôi gọi là tôi mở cửa đi vào đây mà. Bây giờ tôi chỉ có đi vào những cái nhà thôi chứ không vào những cái nhà là chỉ có thua ở đây mà. Đập cửa thôi. Ui, ui. À, remove broken latch. Ok. Chui vô. Rồi. À, pick up broken glass. Ui rồi ui mình nhặt. Gì vậy? Nhặt có mấy cái mảnh vỡ thôi mà cũng. Từ đã. Tôi tắt cái này đi cái đó nó vẫn có tiếng cái này. Tắt đi thôi. Chị ơi, em đây chị ơi. Em đây chị ơi. Không biết chị anh luôn em ạ. Sờ chim tới giờ này vẫn lát anh em ạ. Anh hàng xóm á, chị hàng xóm với lại anh nhà mạng vẫn còn dập. Hai anh chị sức như trâu như bò ấy. Tôi nói thật với anh em tầm này như trâu như bò thật anh em mà tới giờ này vẫn còn dập luôn. Chả mang. À có cái chai rỗng này. Thấy luôn á. Có gì đựng nước. Rồi. Bây giờ cho em hỏi đi. Rồi xong luôn anh em ạ. Vitamin. Vâng. Vitamin, một cái gọi là một cái bàn chải đánh răng và một viên xà phòng. Vâng. Tất cả đã kết thúc anh em ạ. Đẩy nó nằm xuống rồi đánh đỡ bị thương à. Đẩy nó nằm xuống là như ấn nút sờ bay phải không? Can opener này. Ok. Tôi chết rồi anh em ạ. Cô bao đờ. Thôi uống nước. Ăn cái đi rồi chuẩn bị nằm xuống ra đi anh em nha. Chứ lại sắp đi nữa rồi. Không có đồ gì băng bó vết thương luôn. Ít 1/2 đi. Không bị đói nhưng mà tôi kệ ăn đi. Như này. Ui sao mình bị nặng à. Khổ thiệt chứ. Cà phê vứt lại này. Khăn này không dùng được. Vứt lại này. Cái này không tách ra làm băng bó vết thương được nha. Tôi thấy trong phim toàn là bứt đại cái áo cái quần gì đấy ra là. Sao cái phòng này tối vậy? Trong phim toàn bức đại cáo quần đấy ra là chúng ta gọi lên tạm thời chúng ta cầm máu rồi đấy chứ. Ôi, thua rồi anh em ạ. Ui, lại thêm đồ ăn này. Lại một lần nữa anh em nhé, chúng ta sắp sửa ra đi rồi. Tôi không thể trụ lại trong cái nhà được nữa rồi anh em ạ, tôi phải đi ra thôi. Phải đi ký cho bằng được băng đít này lại. Ui sụp, như cái lỗ mũi rồi. Ui, cái thời tiết này đi ra ngoài đường có bố tôi cũng thấy được trời. Thôi, trời vừa mưa vừa. Ở ngoài đường rồi. Trời vừa mưa vừa gọi là vừa chị Hằng nữa thì thôi chịu anh em ạ. Thôi thôi. Ngủ anh em nha, hy vọng sáng mai vẫn còn sống nha. Hy vọng là sáng mai tôi vẫn còn sống. Và tôi quá đau để đi ngủ anh em ạ. Sờ chim thì lát, nhân vật thì đang chảy máu cho tới chết. Bị cắn và chảy máu cho tới chết. Và chúng ta sắp đi tới người thứ hai anh em nha. Sắp đi tới người thứ hai anh em ạ. Lại sắp trùng sinh rồi. Game lén lút và đập nhau, có lén được á. Có mà lén được thì cũng ráng lén á. Có mà lén được thì cũng cố gắng mà ráng cho nó bằng được đi đó. Không có ráng được anh em ơi. Không có đi gọi đi ráng được luôn đó. Tụi nó nhìn nhanh lắm. Cái bọn này mắt nó tinh lắm. Zombie hay là đại bàng tôi không biết nữa. Chắc cái này chủng loại gọi là. Chắc cái này là một chủng loại ti virus mới anh em ạ. Vừa gọi là vừa zombie vừa mắc đại bàng. Cái có cái nhà này. Làm ơn làm phước. Thôi tao mệt. Từ từ. Đẩy đây phải không? Mày nằm xuống. Mày nằm xuống. Mày nằm xuống. Nằm xuống. Nằm xuống. Trời ơi. Trời ơi. Ok. Ui. Vạn quân xì áo ba lỗ. Rồi cái cửa không mở được luôn mà. Cái gì này? Tiền đồ chị dậu à? Cái gì này? Chả thấy cái đất. Chả thấy cái gì. À. Này đấy. Ôi cái nhà này free nha. Thả ra ngoài rồi xé thử không được. Nó chỉ cho xé trong người thôi. Trời ơi. Cái lũ dân đây thần thánh phương nào mà không bao giờ để thuốc trong gọi là trong tủ thuốc, trong tủ nhà vệ sinh vậy. Trời ơi. Không có một cái gì luôn. Toàn bằng chải đánh răng. Nón. Cái gì này, cái này là cái ba điêu là cái gì? Áo, quần, gối. Ở ngoài đời tôi thật với anh em, tôi cởi gáo, tôi xé một phát một là xong. Cầm máu ngay và... Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Đây rồi, 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 đây rồi. Nó đây rồi, nó đây rồi. Nó đây rồi. Bây giờ băng cái nào lại trước? Bây giờ... Không băng được à? Tôi xong rồi. Tôi xong. Thôi xong rồi. Thôi tất cả đã kết thúc rồi. Thôi thì mình chia tay. Vâng, nó để rõ ràng là first ad anh em ạ. Chúng ta chuẩn bị ra đi anh em nha. Tiếp tục ra đi thôi anh em ạ. Vâng. Mỗi nhân vật tôi sống được nửa ngày cũng là một thành tựu rồi. Turn on là cái gì này? Gì đấy? À đây đây, thịt ăn luôn anh em ạ nhá. À, thôi nãy mới ăn xong rồi. Ôi trời ơi, toàn đi sour. Muối với gạo nữa. Tủ với lạnh. Trời ơi, một cái nhà hai cái tủ lạnh. Một cái tủ lạnh, một cái tủ đông. Tụi nhà nó giàu. Mà không mua nổi được miếng thuốc anh em. Mà thuốc giảm đau cũng có luôn. Đi tiếp. Chúng ta không thể từ bỏ được nha. Ui hết giờ sờ chim. Nãy giờ nửa tiếng đồng hồ rồi anh em. Mà thôi. Với anh em hôm nay chúng ta trở đây thôi anh em nha. Còn anh bố già này ngày hôm sau có tiếp tục tồn tại trong cái cuộc sống này hay không thì phải để hôm sau tôi biết được anh em ạ. Vâng. Xin phép anh em chúng ta nghỉ tới đây anh em nha. Vâng. Còn có đấy là tầm khoảng 1/3 cây máu anh em ạ. Cây máu anh em nha. Thôi nghỉ thôi anh em nha. Sắp chết thì lấy đồ khi chị lấy đồ hít lấy hít để nữa à. Vãi cả anh em ạ, vãi cả. Già tâm quá quỷ theo sau đấy. Thôi. Nghỉ thôi anh em nha. Bye anh em nha.